Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ghế phó thủ tướng của ông Lê Văn Thành chính thức chống chỗ cửa nào cho Nguyễn Thành Nghị đầy. Như vậy là sau 9 tháng, chiếc ghế phó thủ tướng của ông Lê Văn Thành giờ đây mới chính thức bỏ trống. Ở nhiệm kỳ trước có đến 5 phó thủ tướng, nhưng nhiệm kỳ này tinh gọn còn 4 phó thủ tướng và hiện tại chỉ còn 3 phó thủ tướng đang làm việc, còn một ghế trống đang chờ người chám vào ông Nguyễn Thành Nghị đang có cơ hội lớn ngồi vào chiếc ghế trống của ông Lê Văn Thành để lại. Vào ngày 6 tháng 9 năm 2021, ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1460 phân công công việc của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, ông Lê Văn Thành được phân công như sau. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực công tác như công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại, xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường. Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, chỉ đạo, đảm bảo năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật. Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, vân vân. Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn. B thay mặt thủ tướng chính phủ theo dõi chỉ đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ xây dựng giao thông vận tải bộ tài nguyên và môi trường c là làm nhiệm vụ chủ tịch hội đồng quy hoạch quốc gia chủ tịch hội đồng quốc gia về tài nguyên nước trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực trưởng ban chỉ đạo nhà nước và các dự án trọng điểm về dầu khí trưởng ban chỉ đạo nhà nước về các công trình dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải trưởng ban chỉ đạo điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trưởng ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ tịch phân ban việt nam trong ủy ban liên chính phủ việt nam liên bang nga chủ tịch các hội đồng và ủy ban quốc gia trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan và liệu ông Phạm Minh Chính có giúp được Nguyễn Thanh Nghị hay không đang làm câu hỏi được đặt ra. Sau khi ông Lê Văn Thành ngã bệnh, ông Phạm Minh Chính đã xé nhỏ những công việc của ông Lê Văn Thành, chia cho bà Phó Thủ tướng còn lại. Giờ đây, ông Lê Văn Thành đã từ chặt thì xem như chính phủ sẽ chọn người thay thế ông Thành, đồng thời gom các nhiệm vụ của ông Lê Văn Thành giao cho người kế nhiệm. Ghế của ông Lê Văn Thành lâu nay được xem là vị trí mà ông Nguyễn Thanh Nghị nhắm tới từ khi ông Thành mới ngã bệnh thì dư luận đã dâm gian về việc Bộ trưởng Nguyễn Thành Nghị sẽ là người thay thế. Tuy nhiên cho đến nay thời gian đã kéo dài đến 9 tháng, trong chính phủ cũng đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, cho nên không biết liệu ông Nguyễn Thành Nghị có còn là ứng viên số 1 cho chiếc ghế trống này hay không. Trước đây, Đặng Quốc Khánh là đối thủ chính trị của Nguyễn Thành Nghị, là bí thư tỉnh ủy Hà Giang, tuy nhiên hiện nay Đặng Quốc Khánh đã là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, là một thành viên của chính phủ ông khánh cũng là một khuôn mặt sáng giá cho chiếc ghế phó thủ tướng ông nguyễn tấn dũng được cho rằng sẽ vận động được gì cho con trai nhân cơ hội lớn này nếu nói về năng lực thì nguyễn thanh nghị hoàn toàn có thể ngồi vào chiếc ghế của ông lê văn thành để lại tuy nhiên chuyện có khả năng không có nghĩa là được chọn cứ mỗi lần ghế trống xuất hiện thì việc tranh giành nó lại nổi lên lần trước khi phạm bình minh và vũ đức đam ngã ngựa tưởng rằng nguyễn thanh nghị nhanh chân chiếm một suất nhưng cuối cùng nghị chẳng làm được gì giờ đây nếu nguyễn thanh nghị nhanh chân thì tương lai sẽ mở ra cánh cửa rất lớn nhưng nếu lại chậm chân một lần nữa thì sẽ rất khó khăn cho nghị nguyễn thanh nghị đang có lợi thế là được sự ủng hộ của ông phạm minh chính nhưng đối thủ mạnh nhất của nghị là đặng quốc khánh một nhân vật thuộc nhóm lợi ích tại hà tĩnh nhóm này rất mạnh rồi ai sẽ là người nhanh chân hơn đầy. Ngoài ra còn có một số ứng viên tiềm năng khác cũng đang muốn tranh đoạt chiếc ghế chống này và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin ghế phó thủ tướng của ông Lê Văn Thành chống chủ cửa nào cho Nguyễn Thành Nghị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thiếu lòng tin người Việt bẫy nhau vì đâu nên nỗi Có lẽ người Việt Nam đi du lịch Thái Lan rất nhiều, bởi du lịch Thái Lan vừa gần vừa giá cả là phải chăng và môi trường xã hội thì lành mạnh hơn Việt Nam rất nhiều. Người Thái không hút trích tràn lan như ở Việt Nam, không cấp giật không nói thách và không trèo kéo tuy về thu nhập bình quân đầu người người thái chỉ gấp đôi người việt nam nhưng sự tử tế người thái hơn người việt nam rất nhiều lần tại thái lan dù là chợ trời hay chợ cá truyền thống thì không bao giờ tồn tại văn hóa nói thách như người việt nam toàn chợ gần như bán cùng một giá với loại hàng hóa điều này khiến cho những người buôn bán mặt hàng tương tự hỗ trợ lẫn nhau chứ không phá giá của nhau nó cũng giúp cho người mua không bị văn hóa trả giá chèn ép. Ngược lại, người bán thì không bao giờ nói thách để lừa dối người mua cả. Nói thách và chặt chém khách hàng là nét văn hóa rất đáng xấu hổ của rất nhiều người dân Việt Nam. Việc buôn bán mà trong đó người bán nói thách và người mua ngã giá thì hình thức bẫy nhau là như vậy. Đây không phải là truyền thống mà là hệ quả của một xã hội, trong đó con người không tin tưởng lẫn nhau. Chính vì cách bẫy nhau như thế, người Việt đã tốn quá nhiều năng lượng chỉ để mà rình dập lẫn nhau, kiếm chút lợi nhập về cho mình. Trong khi đó, những dân tộc khác thì dựa vào lòng tin, bán đúng giá, bán có trách nhiệm và vì thế sẽ không có chuyện ai bẫy ai và ai dính bẫy của ai cả. Làm thế để làm gì kìa chứ? Mới đây, mạng xã hội xôn xao về một clip, một du khách người Nhật Bản bị một tiểu thương chợ Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nói thách một đôi tất giá tới 700.000 đồng, gấp hơn 10 lần giá trị thật. Một hình ảnh cực kỳ xấu hổ cho văn hóa gảy bẫy của người Việt Nam. Sau khi clip lan truyền mạnh mẽ, Ban Quản lý chợ đã đưa hình thức xử phạt là đình chỉ kinh doanh 7 ngày với sạc kinh doanh này. Phạt chỉ là cách làm hạ nhiệt dư luận mà thôi, nó không tác dụng chấn chỉnh được lối buôn bán trục giật của người Việt Nam tại các khu chợ trên cả nước. Văn hóa gảy bẫy này ăn quá sâu vào đời sống của xã hội, thì làm sao mà tẩy nó đi cho được. Một khi xã hội thiếu vắng lòng tin thì con người cũng trở nên nghi kỵ lẫn nhau, không nghi kỵ sao được, khi mà nơi đâu cũng trộm cướp, cũng móc túi đẩy dãy. Ở Việt Nam, dù chỉ là quán ăn nhỏ thì trước quán cũng cần có người trông giữ xe cho khách, nếu không xe sẽ bị mất cắp. Một cây xăng tự động trước năm 1975 một bậc cao niên đã sống qua hai chế độ ở Sài Gòn cho biết trước năm 1975 ở miền Nam có loại cây xăng tự phục vụ. Nhưng sau năm 1975 thì loại hình cây xăng này biến mất. Lòng tin về con người càng về sau càng ít dần. Ngày nay nạn trộm cắp không chỉ xảy ra ở vùng thành thị mà cả vùng nông thôn. Cái xấu nó len lỏi ở mỗi ngõ ngách, lòng tin giữa con người với nhau đã cạn từ lâu. Thượng bất chính thì hạ tất loạn. Muốn biết vì sao đất nước Việt Nam trở nên như vậy thì hãy nhìn lên thượng tầng chính trị. Đảng Cộng sản có phải là đảng đang cầm quyền tử tế với người dân của mình bao giờ đâu. Họ cướp của dân bằng đủ mọi hình thức như dựa vào thiên tai để gây thêm nhân họa mà trục lợi. Họ tham ô, họ cướp đất của dân, biến nạn nhân thành dân oan. Với một chính quyền như vậy thì làm sao họ xây dựng được một xã hội có niềm tin người Việt Nam rất nhiều người đã tham mát bát bỏ mầm. Để có một xã hội có đạo đức, con người tin tưởng lẫn nhau thì chính quyền phải làm cho dân tin tưởng trước. Chính quyền phải biết thượng tôn pháp luật, chứ còn với tư tưởng chúng ta sai thì chúng ta xin lỗi dân, còn dân sai dân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thì làm sao xây dựng được lòng tin cho xã hội? Và cả với lực lượng công an, họ đã biết tuân thủ luật pháp bao giờ đâu họ tự cho là họ luôn đúng còn dân thì luôn sai mỗi khi giữa dân và công an có mâu thuẫn vậy thì tìm đâu ra một xã hội có lòng tin lẫn nhau giáo dục đã truyền đạt những cái giá trị nhân bản nhân văn và khai phóng đâu giáo dục chỉ là một thứ công cụ cho đảng thì làm sao tạo ra xã hội tử tế đây xã hội này nát cũng bởi hai từ cộng sản Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin Thiếu lòng tin, người Việt bẫy nhau, vì đâu nên nỗi Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm Để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm đề.